Chiều 10 tháng 3, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sáng cùng ngày, các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân đã cấp cứu kịp thời cho 11 em học sinh bị ngộ độc do ăn hạt quả ngô đồng. Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 3, có 11 em học sinh lớp 6C trường Trung học cơ sở Phổ Hải, huyện Nghi Xuân khi đang trong giờ trò chơi, chơi bóng đá ở sân trường, thấy quả ngô đồng trụng xuống, cả nhóm đập hạt ăn. Sau khoảng 5 đến 10 phút, các em thấy mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng, được cô giáo chủ nhiệm và gia đình chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân để cấp cứu. Tại đây, các em học sinh được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương và các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân tiến hành cấp cứu kịp thời, gây nôn, rửa dạ dày, truyền dịch, giải độc. Sau khi được điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của các em học sinh hiện đã ổn định. Chiều 10 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Dương Bá Thanh Dân, trưởng khoa dược và vật tư y tế, Nguyễn Đăng Đức, nhân viên khoa dược và vật tư y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Ninh Thuận để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về đấu thầu, mua sắm kit test gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng thời điểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can. Theo kết luận thanh tra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và CDC tỉnh Ninh Thuận có mua và mượn sinh phẩm xét nghiệm của công ty Việt Á với kinh phí 74 tỷ đồng. CDC Ninh Thuận mua và đã thanh toán cho công ty Việt Á 13,6 tỷ đồng, mượn nợ chưa thanh toán 56,2 tỷ đồng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã thanh toán cho công ty Việt Á 934 triệu đồng và còn nợ gần 3,6 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải vừa kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù để giải quyết tình hình ùn tắc kiểm định xe ô tô trong thời gian chờ sửa đổi bổ sung Nghị định số 139/2018/NĐ-CP Nghị định 139 quy định về kinh doanh dịch vụ đăng kiểm. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất giảm số lượng đăng kiểm viên tại dây chuyền nhằm khai thác tối đa năng lực của các đơn vị đăng kiểm mà vẫn đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất cho phép các phương tiện quá hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày được phép di chuyển đến các đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Các phương tiện không được chở người, hàng hóa, kinh doanh vận tải. Sáng 10 tháng 3, tại đoạn đường cuối dốc Nõng thuộc thôn Hải Bắc, xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết, ba người bị thương nặng, nhập viện cấp cứu. Theo đó, xe tải 77C09502 do B, sinh 1972, điều khiển chở theo ba người phụ nữ cùng trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, đi bốc gạch thuê. Trong lúc xe đang xuống dốc thì bị lật và tông vào tuyến kè sát biển. Vụ tai nạn khiến tài xế B tử vong tại chỗ, ba người phụ nữ gồm chị HV và T bị thương phải đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Tại hiện trường, xe tải chất đầy gạch lật xuống nền bê tông, phần đầu bị biến dạng, toàn bộ gạch đổ ra đường. Ngày 10 tháng 3, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Theo đó, sáng cùng ngày, nhóm người tổ chức ăn nhậu ở quán trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường 13, quận Tân Bình. Lúc này, nam thanh niên trong nhóm mâu thuẫn với B, sinh 1976, ngụ tỉnh Quảng Nam, dẫn tới đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, thanh niên này dùng hung khí đâm ông B gục tại chỗ, gây án xong nghi phạm tới công an đầu thú. Chiều 10 tháng 3, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí số lượng lớn vào năm 2022. Theo Công an tỉnh Kiên Giang, từ năm 2022 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 15 vụ, 30 bị can về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, 1 vụ, 3 bị can về tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ. Hiện nay, Công an tỉnh Kiên Giang đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để quản lý, thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn ngoài xã hội. Sau khi phá án, trên địa bàn tỉnh cũng đã giảm cơ bản các vụ việc, vụ án các đối tượng sử dụng vũ khí tự chế, vũ khí quân dụng, súng mua bán trên mạng xã hội để thực hiện các hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày 10 tháng 3, phản ứng trước thông tin trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về việc trường Trung học cơ sở Lương Yên ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến tham gia của trẻ em vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, bà Đinh Thị Phương Anh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lương Yên cho biết đúng là bức hình đó được chụp tại trường Trung học cơ sở Lương Yên. Tuy nhiên, đây không phải là buổi tọa đàm hay hội nghị mà là Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức lấy ý kiến học sinh về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Hà Đình Bốn cho biết, dự thảo luật đất đai sửa đổi có nội dung liên quan đến nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội, đó là trẻ em, nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho trẻ em đóng góp ý kiến của mình vào việc xây dựng các quy định về đất đai. Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức lấy ý kiến trẻ em về một số nội dung liên quan. Những ý kiến của các em sẽ được tổng hợp và gửi ban soạn thảo luật đất đai.